Anh ở Long An thì anh ở giờ mình hay giờ đó? Dạ em đang kinh doanh khách sạn với nhà trọ, và em ở có một cái phòng quản lý á. Em ở đó để mà em đi em quản lý. Cũng là một ông chủ nhỏ ha. Dạ. Rồi ngoài công việc đó ra mình còn làm gì công việc khác nữa? Dạ công việc chính của em là làm bên xây dựng. Dạ, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, hoàn công xây dựng, tư vấn xây dựng. Dạ, cũng quá trời giỏi ta. Dạ. Thì anh muốn á, cái em sắp đến á, cái chị sắp đến đó là về mặt nhà cửa như thế nào? Có quan trọng không? Không, em không yêu cầu đó. Không cần ha. Dạ, em không cần. Mình có rồi, nó không cần quá. Dạ, đâu, em không cần. Dạ. Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào anh. Dạ, em chào anh Ngọc Diệp. Rồi. Dạ. Sẵn anh chào quý vị khán giả. Dạ, em chào cô chú bác anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và bình an. Rồi, sẵn thì anh cho quý vị khán giả cũng như các chị sắp đến với anh á biết là anh tên gì, sinh năm bao nhiêu và mình đến từ đâu. Dạ em tên Nguyễn Hiếu Nghĩa. Em sinh năm 1981. Em đến từ Long An. Rồi. Rồi anh Nghĩa nè. Để tiếp tục cuộc trò chuyện á, anh có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội với mục đích là mình kết nối tình duyên, đăng lên thì không có xóa được ha? Dạ. Anh cho phép. Dạ, em cho phép. Rồi. Anh chịu trách nhiệm lời mình nói trong video nè. Dạ. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao rồi anh Nghĩa? Dạ, em đang độc thân, em có gia đình năm 2006. Em ly hôn năm 2008. Em được một con trai. Rồi. Này 18 tuổi, đang đi bộ đội. Rồi. Dạ. Rồi thấy anh cũng rất phong độ đẹp trai nè. Từ lúc mình chia tay với bà xã đến nay 2008 cũng lâu lắm rồi đó. Dạ lâu lắm rồi. Mình có quen thêm người nào không? Dạ em có quen cũng hình như hai người đó, nó là bạn thôi. À, ở mức tình bạn thôi. Dạ ở mức tình bạn thôi chứ chưa có vượt qua quá giới hạn. Dạ. Thì nói chung cuộc sống mà thì mình phải có bạn thôi. Dạ. Nhưng mà duyên chưa đến thôi. Dạ. Hôm nay hy vọng lên chương trình thì nó sẽ rộng hơn. Dạ. Thì duyên nó sẽ đến sớm với anh ha. Dạ. Để có ai đó mình cùng nắm tay đi hết con đường phía trước ha. Dạ. Rồi hiện nay thì anh ở Long An thì anh ở giờ mình hay giờ đó? Dạ em đang kinh doanh khách sạn với nhà trọ, và em ở có một cái phòng quản lý á. Em ở đó để mà em đi em quản lý. Cũng là một ông chủ nhỏ ha. Dạ. Rồi ngoài công việc đó ra mình còn làm gì công việc khác nữa? Dạ công việc chính của em là làm bên xây dựng. Dạ, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, hoàn công xây dựng, tư vấn xây dựng. Dạ, cũng quá trời giỏi ta. Dạ. Thì tính hỏi anh có đủ sống không mà làm vậy chắc phải thành kinh tế ổn định rồi, đủ sống gì nữa, dư giả luôn. Dạ, thì nói chung mà dư thì không dư nhưng mà về vấn đề kinh tế thì em không có suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, dạ. Rồi cũng mừng cho anh ha. Dạ. Rồi anh cao nhiêu, nặng nhiêu? Dạ em cao 1m70, em nặng 69kg. Dạ. Không, chiều cao cân nặng hợp lý đẹp á. Dạ. Nào. Chút xíu nữa Ngọc Diệp sẽ quay dáng đi cho các chị xem ha. Nếu chị nào xem đồng cảm thấy có chút nào đó ấn tượng với anh thì cũng lên chương trình giới thiệu bản thân cho anh biết lại ha. Dạ. Bởi vì khi lên chương trình á thì có theo giấy tờ nè, rồi hình ảnh nữa, có trục trặc thì cộng đồng mạng muốn xem to sẽ báo à. Dạ. Và số điện thoại trên màn hình là số của Ngọc Diệp, số chương trình, không phải là số của anh Nghĩa. Rồi, sẵn thì cho các chị biết là trong cuộc sống hàng ngày là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Em hay giúp người. Có hai những cái hoàn cảnh khó khăn thì em hay cho. Kiểu không phải là em cho nhiều nhưng mà kiểu như là em cứ nghĩ là như là một con én thì nó không làm lên một cái mùa xuân được. Thì có em có bao nhiêu em cho vậy đó. Theo khả năng của em vậy đó. Rồi ngoài đó ra thì mình còn điểm mạnh mình có gì nữa không? Điểm mạnh thì em ra xã hội thì em hay tự tin về công việc em làm, về em giao tiếp với mọi người. Rồi. Em gặp cô chú bác những người lớn người nhỏ gì đó thì em hay tự tin. Rồi ngoài đó thì mình điểm yếu mình á, rồi có điểm yếu không? Không, hình như chắc em không có điểm yếu. Có đó nhưng mà tại vì khi mình chưa nhìn ra thôi. Dạ. Cái đó để cho các chị về tìm hiểu. Dạ, sau dạ, ha. Dạ. Rồi mình có rượu bia thuốc lá gì không? Dạ có anh.
Đó, em có vụ bia. Không, có sao nó vậy hả? Dạ, em có vụ bia chứ. Thuốc lá. Thuốc lá em cũng có hút một ngày, em cũng khoảng hút cả trung bình khoảng nửa gói. Dạ, là một ngày á. Rồi. Một anh trai đến từ Long An đó, nhìn rất là phong độ luôn. Hy vọng là sau video đăng lên thì chị nào đồng cảm thì giơ tay gọi lại chương trình á. Rồi chương trình sẽ tạo điều kiện có số điện thoại rồi mình tìm hiểu thêm á. Dạ. Rồi sẵn thì anh cho các chị biết là trong cuộc sống hàng ngày á, tính tình mình như thế nào, có khó tánh gì không? Dạ không, em dễ lắm. Dạ. Thí dụ như em thì em hay hướng về cái hướng nội nhiều hơn là ví dụ giờ em thường thường em mà em dạy con cháu em ở trong gia đình á, là ăn coi nồi ngồi phải coi hướng. Ăn nói cái gì phải là lựa lời mà nói. Nếu không có nói được lung tung thì em hơi khó khăn vấn đề đó. Không, cái này không có khó đâu, cái này gọi là mình đúng chứ không có khó đâu. Dạ. Những lúc mà công việc xong xuôi rảnh rỗi thì anh có sở thích gì không? Em có sở thích là cái thứ nhất là em có một cái một tuần á là 7 ngày thì em thích nhất là cái ngày mà cuối tuần thì em ở với gia đình. Còn những cái ngày thường thì chiều chiều em đi đá banh, em đi bộ. Nhìn anh nó phong độ quá trời, cũng đẹp trai nữa mà lại kinh doanh giỏi, rồi mình kinh doanh khách sạn nè, cũng tiếp xúc cũng nhiều nè, rồi làm bên xây dựng nữa. Dạ. Mà ra ngoài bảo đảm sẽ gặp nhiều cô cũng xinh cũng trẻ mà mình không chọn được ai à. Nói chung cái công việc em nó hơi nhiều anh. Hồi nãy giờ thì anh cũng giới thiệu bản thân rồi. Dạ. Thì anh cứ mạnh dạn đưa ra cái mẫu người anh chọn đây là như thế nào, em có thể ví dụ giùm anh ha. Dạ. Rồi anh muốn gì nói thêm. Năm nay anh 43 tuổi, thì dạ, anh muốn chị đó độ tuổi từ đâu đến đâu? Thì em muốn cái độ tuổi khoảng từ 30 đến 47 đi. Dạ. Rồi 30, 47 ha. Dạ. Cỡ đó là hợp với anh ha. Dạ. Rồi anh thì công việc thì em không bàn tới nữa. Dạ. Mà khỏi bàn luôn đi. Còn gì đâu nữa, bàn quá dữ rồi. Rồi anh muốn đó chị sắp đến với anh là công ăn việc làm như thế nào? Công an việc làm thì em thích những người mà có kinh doanh tại nhà cũng được, hoặc là kinh doanh thuê mặt bằng buôn bán gì đó cũng được. Ừ. Ngoài đó ra có mở rộng không? Ví dụ như các chị nào thương anh là làm công việc khác có được không? Làm công việc khác thì cũng được. Anh thì nhà cửa thì quá ok rồi, thậm dạ, chí còn cho người ta mướn nữa mà. Dạ. Thì anh muốn á, cái em sắp đến á, cái chị sắp đến đó là về mặt nhà cửa như thế nào? Có quan trọng không? Không, em không yêu cầu đó. Không cần ha. Dạ, em không cần. Mình có rồi, nó không cần quá. Dạ, đâu, em không cần. Rồi, quá đơn giản. Rồi, hiện nay thì anh có một người con trai cũng lớn rồi. Dạ, đang đi bộ đội. Và cũng tự chăm sóc bản thân, hiện đi bộ đội. Dạ. Anh muốn cái chị sắp đến về mặt con cái của chị đó như thế nào? Con cái thì em không ích kỷ vấn đề này. Thì tại vì bây giờ mình sanh con cái ra là mình phải có cái trách nhiệm. Bậc làm ba làm mẹ thì mình phải có trách nhiệm. Mình thương nó thì nó thương mình thôi. Thường nếu mà con của vợ á, thì em nghĩ là công sanh thì không bao giờ bằng cái công dưỡng vậy thôi. Rồi cũng như con mình á. Rồi anh muốn chị đó là tính tình như thế nào? Tính tình thì nếu mà khó tính hay là hòa đồng? Không phải, nếu mà bây giờ mình tìm một con người hoàn hảo thì lấy ở đâu ra? Chính bản thân mình cũng chưa là hoàn hảo. Em kiếm một người đó là đập trưởng tí, trưởng trạng tí, hoàn hảo tí, giỏi tí, vậy thôi. Cái chút là một thứ gom lại chút chút. Dạ, ha, dạ, là dạ, được rồi ha. Dạ, vậy thôi. Rồi anh cũng đơn giản mà đâu có hỏi gì. Hiện nay ở Long An thì anh muốn chị đó là ở vùng miền nào mới hợp với anh? Em yêu cầu em mong thì từ Sài Gòn đổ về đi. Từ Sài Gòn đổ về thôi. Thì nhằm cái đợi công việc em ở đây rồi. Công việc em ở đây rồi, gia đình em ở đây. Thôi vậy mở rộng chút ha. Từ dụ như lỡ Đồng Nai, Bình Dương rồi sao? Thì nói chung là từ Vũng Tàu đi xuống ha. Dạ. Vũng Tàu xuống miền Tây. Dạ, dạ. Vậy thôi. Thì lỡ như có chị ở nước ngoài rồi sao? Cũng nước ngoài thì cái chuyện này thì em không biết được. Nhưng mà chắc em không có yêu cầu. Tại vì nếu mà cái người phụ nữ đó mà người ta thấy mình, mà người ta muốn kết bạn với mình đó, thì đó là mình phải cảm ơn họ rồi. Nhưng mà em sợ là cái địa lý á. Rồi không, ví dụ như tao thấy anh thích rồi tao về Việt Nam ở luôn sao? Thôi mình cho qua đó nha. Dạ, mình, dạ, mình tâm sự vui mở rộng thôi mà. Dạ, nói dạ, chung là từ Vũng Tàu đi xuống miền Tây. Dạ.
Còn các chị nào mà trong nước ngoài nước thích thì mình có thể tùy duyên, sẽ dạ. có thể là gặp dâu mình bàn tiếp ha. Dạ dạ. Ừ. Rồi anh trai cũng đơn giản quá, biết hỏi gì nữa giờ. Vậy thôi thì anh gửi lời gì đến các chị đi. Dạ em gửi lời, trước mắt là em gửi lời em cảm ơn anh, em cảm ơn chương trình của anh Điệp. À, em chúc anh với chương trình được ngày càng ngày được nhiều người yêu mến hơn, rồi được nhiều chia sẻ hơn, rồi anh thành công hơn. Em chúc anh chị em, cô chú bác ở ngoài lúc nào cũng được nhiều sức khỏe. Rồi, hôm nay Ngọc Diệp cũng cảm ơn anh đã tin tưởng bên chương trình lên giới thiệu bản thân cũng như là để tìm nữ yêu thương. Thì sau video này đăng lên, chị nào xem đồng cảm thì danh tay gọi lại chương trình sẽ tạo điều kiện. Có số điện thoại để giao lưu ha. Dạ. Rồi trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc anh cũng như quý vị, cô chú, anh chị và các bạn một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rồi em chào anh ha. Dạ, em cảm ơn anh.